Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều bài 43 luyện tập. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn toán lớp 4 sách cánh diều của kênh Thành Đô Vlog bằng cách là các em gõ từ khóa toán 4 cánh diều Thành Đô Vlog. Trước hết là các em làm bài tập số 1 tính theo mẫu. Rồi các em có thể đọc mẫu trước. Ở đây thầy giáo hướng dẫn các em làm bài tập luôn. Phép tính thứ nhất là 624 chia cho 36. Các em nhớ là khi chia thì chúng ta chia từ trái sang phải. Nếu chữ số thứ nhất mà không chia được thì các em lấy hai chữ số để chia. Hai chữ số mà cũng không chia được thì các em lấy ba chữ số để chia. Ở đây 6 không chia được cho 36, ta lấy 62 chia cho 36. 62 chia cho 36 các em nhẩm như sau. 62 làm tròn thành 60. 36 làm tròn thành 40. Ta nhẩm 60 chia 40. 6 chia 4 được 1. 1 nhân 6 bằng 6. Ở đây các em nhớ là 62 chia cho 36. Vậy các em phải viết 6 thẳng cột với 2. Các em phải viết 6 thẳng cột với 2. 1 nhân 3 bằng 3. Rồi sau đó các em lấy 62 trừ đi 36 bằng 26. Tiếp theo là các em hạ 4. Ta được 264. 264 chia cho 36. 264 làm tròn thành 260. 36 làm tròn thành 40. Lấy 260 chia cho 40. 26 chia 4 được 6. Rồi ở đây để kiểm tra lại xem là chúng ta ước lượng bằng 6 có chính xác hay không thì các em kiểm tra ra giấy nháp. Hai trăm sáu mươi bốn chia 36 được 6. 6 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 6 nhân 3 bằng 18, thêm 3 bằng 21. 264 trừ 216 bằng 48. 48 là số dư mà lớn hơn số chia là 36. Như vậy, chúng ta ước lượng bằng 6 là chưa chính xác. Để số dư bé hơn số chia thì các em phải điều chỉnh thương tăng lên một đơn vị. Tức là các em phải điều chỉnh 6 lên thành 7. 7 x 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 7 x 3 bằng 21, thêm 4 là 25. 264 trừ 252 bằng 12. Vậy ta được thương là 17 và dư 12. Tiếp theo là 672 chia cho 12. 6 không chia được cho 12. Ta lấy 67 chia cho 12. 67 các em làm tròn thành 70. 12 làm tròn thành 10. Các em nhẩm lấy 70 chia cho 10. 7 chia 1 được 7. Nhưng khi các em lấy 7 nhân 12 thì nó bằng 82. 82 lớn hơn 67, như vậy là không được. Vậy các em phải điều chỉnh thương xuống một đơn vị. Tức là ta lấy 6. 67 chia 12 được 6. Nhưng khi các em lấy 6 nhân 12 thì ta được kết quả bằng 72. 72 lớn hơn 67. Như vậy cũng không được. Do đó các em phải điều chỉnh thương xuống một đơn vị nữa.
là các em phải điều chỉnh 6 xuống thành 5. Thì lúc này ta có 5 nhân 12 bằng 60. 60 nó nhỏ hơn 67 là được rồi. Như vậy trong phép chia này, các em phải điều chỉnh thương đến mấy lần? À, điều chỉnh thương 2 lần thì mới được kết quả chính xác. Như vậy 67 chia cho 12 được 5. Lúc đầu chúng ta lấy là 7, không được ta hạ xuống 6, 6 không được ta hạ xuống 5. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 x 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6. 67 trừ đi 60 bằng 7. Hạ 2 được 72. Lấy 72 chia cho 12. Rồi 72 chia cho 12 thì các em không cần phải làm tròn và không cần phải nhẩm làm gì, bởi vì chúng ta đã nhẩm rồi, đúng không? Có đúng là 6 x 12 bằng 72. Vậy 72 chia 12 thì được 6. 72 chia 12 được 6. 6 x 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 x 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7. 72 trừ 72 bằng 0. Như vậy ta được thương là 56. Rồi ở đây thầy giáo hướng dẫn hơi chi tiết một chút. Nếu em nào hiểu rồi thì các em có thể tua nhanh, tua qua. Còn em nào vẫn chưa nắm được cách chia thì các em có thể xem chậm một chút để chúng ta nắm được cách chia. Tiếp theo là 943 chia cho 23. Rồi, số 9 nó không chia được cho 23 thì ta lấy 94 chia cho 23. 94 làm tròn thành 90. 23 làm tròn thành 20. 90 chia 20. 9 chia 2 được, chỉ được 4 thôi. 4 x 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9. 94 trừ 92 bằng 2. Hạ 3 được 23. 23 chia 23 thì dễ rồi, bằng 1. Số nào mà chia cho chính nó thì bằng 1. 1 x 3 bằng 3. 1 x 2 bằng 2. 23 trừ 23 bằng 0. Vậy ta được thương là 41. Tiếp theo là 4144 chia cho 37. 4 không chia được cho 37 thì các em lấy hai số. Lấy 41 chia 37. 41 làm tròn thành 40. 37 làm tròn thành 40. 40 chia 40 được 1. 1 x 7 bằng 7. 1 x 3 bằng 3. 41 trừ 37 bằng 4. Hạ 4 được 44. Lấy 44 chia cho 37. 44 làm tròn thành 40. 37 làm tròn thành 40. 40 chia 40 được 1. 1 x 7 bằng 7. 1 x 3 bằng 3. 44 trừ 37 bằng 7. Hạ 4 được 74. Lấy 74 chia cho 37. 74 làm tròn thành 70. 37 làm tròn thành 40. Rồi các em lấy 70 chia 40. 7 chia 4 được 1. Rồi sau đó các em lấy 1 nhân với 37. 37 x 1 bằng 37. Lấy 74 trừ đi 37 bằng 37. Số dư là 37, bằng số chia là không được. Như vậy chúng ta biết là 37 mà chia cho 37 thì vẫn được một lần nữa. Cho nên các em sẽ điều chỉnh thương là 1 thành 2. Các em điều chỉnh từ 1 lên 2. Ta có 2 x 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 x 3 bằng 6, thêm 1 là 7. 74 trừ 74 bằng 0. Như vậy ta được thương là 112. Các em sang phép chia tiếp theo. 3604 chia cho 17.
3 không chia được cho 17. Ta lấy 36 chia cho 17. 36 làm tròn thành 40. 17 làm tròn thành 20. 40 chia 20. 4 chia 2 được 2. 2 nhân 7 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2. Thêm 1 bằng 3. 36 trừ 34 bằng 2. Hạ 0 được 20. 20 chia cho 17. 17 làm tròn thành 20. Lấy 20 chia 20 được 1. 2 chia 2 được 1. 1 nhân 7 bằng 7. 1 nhân 1 bằng 1. 20 trừ 17 bằng 3. Hạ 4 được 34. Lấy 34 chia cho 17. 34 làm tròn thành 30. 17 làm tròn thành 20. 30 chia 20. 3 chia 2 được 1. Nhưng khi các em lấy 1 nhân 17 bằng 17. 34 trừ đi 17 bằng 17. Số dư bằng số chia là không được. Chứng tỏ chúng ta ước lượng bằng 1 là chưa chính xác. Vậy các em phải điều chỉnh lên một đơn vị. Tức là 1 điều chỉnh thành 2. Các em hiểu số dư là 17. Chia cho 17 thì chúng ta vẫn được thêm 1 lần nữa. Tức là các em điều chỉnh thương từ 1 thành 2. 2 nhân 17. 2 nhân 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 là 3. 34 trừ 34 bằng 0. Vậy thương bằng 212. Tiếp theo là 8.699 chia cho 21. 8 bé hơn 21 không chia được. Vậy các em phải lấy 86 chia cho 21. 86 làm tròn thành 90. 21 làm tròn thành 20. 90 chia cho 20. 9 chia 2 được là được 4. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 86 trừ đi 84 bằng 2. Hạ 9 được 29. Lấy 29 chia cho 21. 29 làm tròn thành 30. 21 làm tròn thành 20. 30 chia cho 20. 3 chia 2 được 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 2 bằng 2. 29 trừ 21 bằng 8. Hạ 9 được 89. Lấy 89 chia cho 21. 89 làm tròn thành 90. 21 làm tròn thành 20. 90 chia cho 20. 9 chia 2 được 4. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 89 trừ 84 bằng 5. Vậy ta được thương là 414 và dư 5. Rồi như vậy trong bài này thầy giáo dành hẳn một tiết để hướng dẫn các em chi tiết cách chia cho số có hai chữ số nâng cao. Em nào hiểu rồi thì các em có thể bỏ qua những cái phần hướng dẫn này. Các em xem qua cách chia. Còn em nào chưa nắm được cách chia thì các em nên xem chi tiết nha. Rồi như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.